Nói chung ở Sài Gòn mà đi những giờ cao điểm là vất vả lắm. Nãy chúng ta thoáng thoáng được một đoạn mà. Và đến đây là kéo dài dài từ đây cho đến chợ Bến Thành luôn. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Trước mặt chúng ta đó là một hình ảnh của rất là nhiều sắc màu, đó là sắc màu của áo mưa. Và Sài Gòn bỗng nhiên đổ mưa ở khu vực Tân Bình. Ngay đây là công viên Hoàng Văn Thụ. Bên tay trái chúng ta đó là công viên Hoàng Văn Thụ. Và theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về quận Nhất. Thì trời mưa thì cũng gợi nhớ cho chúng ta nhiều cái ký ức. Và nhân đây thì em cũng cập nhật một số hình ảnh khi mà trời mưa ở khu vực Tân Bình để các anh chị thấy một cái khung cảnh khác của Sài Gòn. Mưa thì sung sướng nhất là khi chúng ta ngồi trong một cái không gian ấm cúng mát mẻ và mở tivi lên xem bà con vật lộn với cơn mưa như thế nào. Đối với những người, những anh chị đi xe hơi thì không phải lo vì không có bị ướt, rất là thoải mái khi mà nhìn trong kiến xe nhìn ra có những khung cảnh thế này. Và những anh chị ở nhà mở tivi nằm phòng máy lạnh rồi nằm ghế sofa rồi xem đây bà con di chuyển thế nào ha, và buôn bán ra sao ha. Đó, mình nhìn thấy cảnh một số sinh viên đang chờ xe buýt. Đó, sinh viên đang chờ xe buýt bên tay phải nè, rất là đông. Rồi bên cánh trái thì có những người ta quẹo theo hướng sân bay đó, đi về hướng sân bay Tân Sơn Nhất theo trục đường đường Trường Sơn. Và bên cạnh đó cũng có những người ta ngồi ngoài đường để trông chờ một cái gì đó của sự cứu trợ. Và bên đây chúng ta đi đó là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cũng là đường công lý ngày xưa. Và cái khung cảnh của con đường này chúng ta nhìn thấy nó khác hẳn với những cái con đường khác, từ vì xe hơi rất là nhiều, đa phần là xe hơi để đi sân bay đó. Đối với trời mưa thì đối với mưa ở Sài Gòn thì đó là một cái khó khăn đối với hầu hết các cô chú anh chị buôn bán ở lòng lề đường. Thì đặc trưng của Sài Gòn là buôn bán ở lòng lề đường, nên thành ra nếu mà trời mưa thì họ sẽ không có chỗ để buôn bán. Một số người họ sẽ nghỉ, và một số người nếu mà họ biết được trời mưa hay là đặc thù của cái món ăn đó thì họ sẽ bán. Ví dụ như hủ tiếu gõ thì không có nghỉ rồi nè, tiếu gõ lúc nào cũng bán hết đó. Họ đã chấp nhận bán hủ tiếu gõ là họ sẽ ở ngoài đường và với cây dù, hai cây dù thôi sẽ bán buôn bình thường. Và lúc trời mưa thì đi ăn hủ tiếu gõ rất là ngon nha. Có lẽ cái cảm giác đó cô chú anh chị ở xa Sài Gòn thì đã từng ở Sài Gòn, đã từng ăn thì sẽ biết cảm giác đó khi mà trời mưa ăn hủ tiếu gõ rất là ngon. Nó vừa ấm mà vừa nhưng mà cảm giác khó tả lắm. Ngồi trong cây dù
Và Sài Gòn bây giờ gần 6 giờ chiều. Ngày hôm nay thì Sài Gòn không có nắng, mưa cứ liên tục, chút mưa rồi chút không mưa, mưa rồi ngưng lại mưa, thay đổi liên tục. Rồi ví như anh Sunny anh nói gì đó, Sài Gòn như là người con gái, không hiểu, hiểu lạ, lúc giận, lúc vui, lúc buồn. Đây xe buýt của Sài Gòn. Đối với mưa thì hôm bữa chúng ta tưởng tượng đi ngoài mưa, tưởng tượng trong chợ Bến Thành là sướng nhất. Nhưng mà không phải như vậy. Hôm bữa em có dịp đi vô chợ Bến Thành trong lúc trời mưa, thì ở trong đó một cái khung cảnh mà em không thể tưởng tượng được. Đó là dột, dột từ trên mấy nhà, dột khắp nơi ở trong chợ Bến Thành. Bà con cũng che đậy, chạy tháo chạy tán lạc, không thua gì các ngôi chợ khác. Nên thành ra chúng ta đứng bên ngoài nhìn vô tưởng đâu là sướng lắm, nhưng mà thật ra không sướng. Bởi mưa là rất là vất vả đối với tất cả bà con, không riêng gì những bà con ở ngoài đường. Về giao lộ Nguyễn Đình Chính với Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngày xưa chắc con đường Nguyễn Đình Chính này sẽ là những con hẻm, đường cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Cái mùa này khi mà các anh chị đến Sài Gòn thì mình cũng phải dự trù trước những kế hoạch, do là trời sẽ mưa bất cứ lúc nào, có thể mưa ngày mưa đêm. Và nếu ta có kế hoạch đi dã ngoại thì có lẽ mình nên chuẩn bị sẵn áo mưa rồi tư trang hành lý, dù như bây giờ em đi đâu cũng phải đem theo áo mưa nè, tại vì mùa này mà không có mưa là thua luôn. Rồi, thấy quá trời luôn, mưa nào cũng mặc áo mưa luôn. Đây là giao lộ đường Trần Quy Liệu, theo cánh phải thì chúng ta sẽ đến kênh Nhiêu Lộc, và chúng ta tiếp tục đi thẳng trên con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Và khúc này chút nữa chúng ta sẽ thấy được cái cảnh gọi là đặc sản Sài Gòn, theo các bạn, các anh, các chị kia nói đó là kẹt xe đó. Đối với con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ở cái đoạn này thì có một cái quán phở cũng rất là nổi tiếng, đó là phở dậu. Không biết cô chú anh chị có nghe nói đến phở dậu chưa ha? Em thì chỉ nghe nói thôi, chứ chưa có lâu lắm rồi, cũng chưa có quay lại, không biết bây giờ như thế nào. Ngày xưa thì rất là nhiều xe hơi, thực khách xe hơi đi đến đó, mình thấy dãy xe hơi đậu, lúc đó cảm thấy rất là hơi tự ti xíu, bởi vì đa phần là thực khách xe hơi, mình là xe máy cũng ngại ngại. Nơi đây kẹt xe rất là nhiều nè. Giao lộ Trần Quốc Thảo, xíu nữa chúng ta đến lên cầu Công Lý. Đường này là cũng là một trong những con đường huyết mạch để đi đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay.
từ trung tâm Sài Gòn, quận 1. Chúng ta sẽ đi qua cầu Công Lý ngày hôm nay. Và nơi đây có cái chùa Vĩnh Nghiêm, một ngôi chùa rất là nổi tiếng với sự linh thiêng. Em nghe ai cũng nói thôi, chạy lẹ qua nha. Cái cầu Công Lý ngày hôm nay thì được làm lại rất là rộng. Bên tay phải ta đó là cái trường cao đẳng FPT, và ra qua cái dòng kênh Nhiêu Lộc. Dòng kênh Nhiêu Lộc ngày hôm nay thì để nó được sạch sẽ thì người ta tổ chức cái những cái tour du lịch ở trên sông, cà phê trên tàu đó. Chúng ta vừa qua cái chùa Vĩnh Nghiêm. Ở trước cửa chùa thì người ta bán ống bưa, rồi kế bên đây có cái nhà hoàng, vãng sanh đường, nhà hoàng để nơi đưa tiễn khi đạo Phúc, khi có người Phúc. Bây giờ Sài Gòn hết mưa nè, chút xíu nữa thôi là có thể mưa nữa. Mình đi một đoạn nữa đi ha. Đối với con đường Nam Cần Nghĩa ở đoạn này bán rất là nhiều tranh, tranh nghệ thuật, tranh treo tường, hay là những cái câu liễn, hay là những cái tranh gỗ. Và bên tay phải có những cái con hẻm nhỏ nhỏ đi ra đường Trường Sa, Hoàng Sa, kênh Nhiêu Lộc. Đây là con đường Yên Đỗ, giao lộ của Yên Đỗ và Nam Cần Khởi Nghĩa. Lúc nãy lỡ bước đèn vàng, ở phía sau cũng có mấy xe, nếu mà dừng lại thì sẽ bị la, nên thành ra chạy luôn. Đáng lý ra là đèn vàng là chúng ta phải dừng lại, chạy chậm chậm rồi dừng lại. Nhưng mà ở Sài Gòn do đông quá nên thành ra nếu mà mình dừng lại mình sẽ bị la. Bây giờ bắt đầu cảnh tượng chạy xe tiếp nữa. Trời mưa mà kẹt xe cũng khổ, mà trời nắng kẹt xe cũng khổ. Nói chung ở Sài Gòn mà đi những giờ cao điểm là vất vả lắm. Nãy chúng ta thoáng thoáng được một đoạn mà. Và đến đây là kéo dài dài từ đây cho đến chợ Bến Thành luôn. Trên kia mà nếu mà kẹt quá thôi các em tạm dừng cái video.
để thôi kẹt xe cô chú anh chị mất thời gian xem cái cảnh này cũng không hay ho gì. Và kiểu này là kẹt lâu lắm đây. Ở đây có nhà hàng rạng biển, rạng biển có khắp nơi ở Sài Gòn rất là nhiều. Giờ phía trước chúng ta đó là giao lộ của đường Trần Quốc Thảo và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, và cái đoạn này bán rất là nhiều đồ trang trí nội thất. 195B Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Gần khu vực này có quán phở quà. Nếu ta quẹo trái, quẹo trái đường Trần Quốc Toản, khu vực này là viện Pasteur nè, số 252 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Rồi trong một số hình ảnh ở cung đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giờ tan sở kèm theo những cơn mưa gợi nhớ cho chúng ta cái hình ảnh về Sài Gòn ngày xưa khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn. Và nhân đây cũng gửi đến tất cả các anh chị và các bạn, nếu mà có dịp đến Sài Gòn thì chúng ta cũng phải chuẩn bị để khi ra đường không bị mắc mưa. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại, cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.